Wow, các bạn ơi, các bạn ơi, con khủng long nó cắn tay bạn Ken rồi. Wow, rồi rất luôn. Rồi các bạn ơi, hôm nay bạn Ken sẽ đây mở bộ đồ chơi Super Win Robot ngang. Đây. Thích chơi game robot. Đây các bạn, bạn Ken thích quá. Giờ bạn Ken la lên không à? Một con màu xanh và một con màu hồng nhé. Có em bé nữa. Còn đây là một bạn khủng long màu xanh đây. Rồi bây giờ cho khủng long ăn kẹo nha. Trong thời gian bạn Ken mở hộp ra, chúng ta sẽ cho khủng long ăn kẹo. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở robot Super Bully ra cho chúng ta xem nha. Đây là robot của Hàn Quốc nè. Robot á. Robot cũng có đẹp. Các bạn nào coi phim hoạt hình này chưa? Siêu robot Super Bully. Đây. Hả? Rồi, cho các bạn xem với. Đây các bạn ơi, một bạn robot bé xíu xiu nè. Đây giống cái hình xe buýt ghê không? Đây là con robot con á. Con xíu để cái xe đi ba. Còn đây là con xíu để cái xe đi. Rồi còn đây là con robot màu hồng nha. Cái này là robot mẹ nè. Đó. Còn đây là robot robot ba. Robot màu xanh, robot ba. Rồi bây giờ mình sẽ ship cái hình cái chiếc xe buýt cho các bạn xem nha. Robot này nó bị. Rồi đây là các bạn ơi, một chiếc xe buýt đã ship xong rồi nha. Là bạn kia mở cánh lên, mở cửa lên cho các bạn xem thử. Đó, mở cửa này bạn, đó cái tay nó giấu bên trong này nghe. Rồi bây giờ mình đóng cửa lên nha các bạn. Đây mình đóng cửa lại. Rồi cái này là chạy được luôn các bạn ơi. Kia chạy thử cho các bạn nghe. Đó, và rồi bây giờ mình ship cái xe màu xanh nha. Xe màu xanh nhỏ đâu rồi? Xe màu xanh mình gửi cho các bạn xem thử bạn Ken. Con xe màu xanh nhỏ đâu rồi? Đó, xe nhỏ rồi sau lưng con kìa. Ôi, xe màu xanh nó kiểu mà nè. Không có xe nhỏ con, cái này xe bự không à. Không có xe nhỏ màu xanh nó bự, mà chỉ có xe nhỏ màu hồng thôi. Biết không? Bộ này nó chỉ có xe nhỏ màu hồng thôi, nó không có xe nhỏ màu xanh này các bạn. Đây, bộ này nó chỉ có cái một cái xe con màu hồng thôi, chứ không có thêm một cái xe con màu xanh nữa. Đây là con Super Bully Robot, đây là cảm giác của nó nè. Rồi bây giờ bạn kê con ship con này lại đi. Ship con này lại, con cầm cho ba ship ra. Con biết ship không? Mình chỉ bằng Ken ship nha các bạn. Đây giờ mình bẻ cái giò vô. Đây mình bẻ cái giò vô đây nè. Đó. Rồi mình bẻ cái tay vô đây. Ừ nó đứng được luôn. Rồi bây giờ mình bẻ hai cái cánh vô nghe. Đây bẻ hai cánh vô. Hai cái chân này mình ship cho nó ngay lại. Mình bỏ đi đó, mình ship cho các bạn xem nha. Rồi xong rồi nè các bạn ơi. Đây một xe. Rồi bỏ vô hai chiếc xe, cho hai chiếc xe để lên đi rồi rớt xe con vô trong rồi. Lên con, để lên. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ chạy cho chúng ta xem thử nha. Rồi con chạy hai chiếc xem thử đi. Rồi bạn Ken chạy thử coi. Bay lên luôn hả? Khủng long qua đây. Đây khủng long qua cắn đây. Khủng long cắn xu đi. Chú 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 chú. Chú 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 chú. Qua ơi mạnh quá. Sao tao lửa rớt mạnh chết chú. Chết khủng long rồi. Ghê quá. Rồi cho khủng long đi bệnh viện. Bây giờ chạy về nhà lấy kẹo ăn thôi. Cho khủng long lấy kẹo ăn. Rồi bây giờ bạn kia sẽ mở kẹo siêu năng lực ra nha. Rồi mở kẹo siêu năng lực ra. Qua wow, cho khủng long ăn. Ầm. Rồi khủng long đã sống dậy rồi. Qua wow, kẹo có mùi gì vậy con? Màu xanh. Thơm quá. Thơm quá hả? Tao cho các bạn xem thử. Đây các bạn ơi, kẹo nè. Qua wow, kẹo cứng lắm á. Đây, cho ba một cục đi. Wow, ba ăn cục màu xanh nước biển nha.
Wow, các bạn, đây là kẹo xin gớm nha. Đây, đây kẹo xin gớm. Ba cho ăn kẹo khi cô ăn kẹo vàng. Đây cho các bạn xem lại nè các bạn ơi. Đây là xe Super Bully của bằng nữ nha, màu hồng. Còn xe là Super Bully của bằng nam, màu xanh. Rồi bây giờ mình tồi tồi tối rồi mình đi vô kênh này. Đi vô con. Ê. Rồi các bạn nha. À, xin chào bạn Ken. Rồi, con chào các bạn đi. Và bạn Ken đang chơi xúc đá các bạn ơi. Rồi, bây giờ ba với con cùng nhau đi săn lồng đèn con cá ha. Rồi, đi thôi, mình lấy cái giỏ mình đi săn lồng đèn thôi. Đi. Rồi, con tìm coi lồng đèn để đâu. Đi thôi. Wow, một cái lồng đèn con cá nha. Rồi, kéo mạnh xuống. Wow, đây một cái lồng đèn con cá này các bạn, rất là đẹp nha. Rồi, để bác gỡ phù con. Đây là lồng đèn con cá vàng. Wow. Ê, nó dính cây rồi. Rồi. Con biết bắt nhạc không? À, đây nè các bạn ơi, đây là lồng đèn con cá nha. Đó, mình bắt nhạc ở đây. Wow, đẹp quá. Wow. Rồi, mình bỏ xuống đi, mình đi săn tiếp nha. Rồi, mình đi săn tiếp, hồi về mình chơi thử nha. Rồi, con tắt đi. Rồi, còn gì nữa không? Wow, cái gì đó? Này gì vậy? Wow, các bạn ơi, đây là đồ chơi hạt nở nè. Này bỏ vô nước nó nở ra, con giặt bự thật là bự luôn. Đây là con tôm. Wow, con bịch này con là con gì con? Wow, còn đây là bịch hình con cua nè. Đây, wow, thêm một bịch nữa. Con cua nữa. Wow, một con cua màu vàng nữa. Wow, cái đó cái gì con? Wow, một con bạch tuộc màu cam. Wow, cái gì rớt đây vậy? Wow, một gói kẹo. Đâu? Wow, kẹo đâu mà trên cây quá trời vậy? Wow, thêm một gói con giặt nở nữa hả? Wow, một con tôm nữa các bạn ơi. Ui, quá trời luôn. Ui, một bịch kẹo nữa. Wow, còn đâu nữa không? Wow, nước đang chảy kìa. Ui, cái gì đó? Ui, một con gì á? Con gì á con? Wow, một con cá sấu màu cam. Đâu đưa cho các bạn coi thử. Wow, cho con cá sấu bơi luôn nè các bạn ơi. Đây. Wow, một con cá sấu màu cam đang bơi dưới nước luôn. Wow, rồi con bỏ vô giỏ đi. Rồi, bỏ vô giỏ mình đem về nha. Rồi, mình đi tìm nữa coi còn gì nữa không. Wow, đâu cái gì đâu. Wow, hai con khủng long con. Wow, rồi con bắt đi, lẹ lên. Cái này con khủng long ba. À, cái đó con khủng long ba hả? Rồi con bắt hai con khủng long đi. Wow, hai con khủng long đẹp quá. Wow, cái gì đó. Wow, cái gì? Đâu đưa cho các bạn xem thử. Wow, các bạn ơi, đây là bộ ship hình Lego robot luôn. Wow, đẹp quá, chút giờ mình ship hình cho các bạn xem thử ha. Rồi. Rồi, con bỏ vô giỏ đi. Rồi, ở đây nữa nè, đây còn nè. Wow, còn hai bịch kẹo. Wow. Wow, còn đâu nữa không? Rồi, đi tìm thôi. Wow, cái gì đó. Wow, một con cá sấu màu đỏ. Ôi, con ốc nữa. Wow, con ốc đang nằm trên cái tường kìa. Rồi, mình bỏ vô nha. Rồi, hết rồi. Bây giờ mình đi đem về mình chơi thử nha. Rồi, bóc kẹo ra với bóc hộp đồ chơi cho các bạn xem thử. Đây thôi. Và các bạn ơi, đây là nguyên một giỏ đồ chơi các bạn Ken mới lấy về đây. Wow, đầu tiên đây là con cá vàng nha.
Wow, con cá vàng nó bị dính cái bánh xe rồi con ơi. Rồi đây, đây là cái lồng đèn con cá vàng rất dễ thương. Rồi bỏ xuống nó chạy thử con. Wow, các bạn ơi, đây, đây là cái lồng đèn con cá vàng. Wow, lồng đèn con cá vàng đẹp quá. Đây, có cái miệng của nó nè. Đó, cái miệng của nó táp được luôn nè, đây. Wow, ở dưới đây là bánh xe. Rồi con bỏ xuống nha, chạy thử coi. Wow, nó chạy rồi. Rồi, chạy, chạy coi. Wow. Ui, ui. À, nó chạy vô mình con không hả? Wow, đẹp quá các bạn ơi.